lần thứ 42 sẽ được diễn ra vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 2 tại EDX Air Drive Costa Mesa. Mọi chi tiết xin vào trang nhà tếtfestival org hoặc liên lạc qua số điện thoại 714 576 6411. Hội Tết sinh viên xin trân trọng kính mời. Vâng, Trần Thắng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SP ngày hôm nay Trần Đăng và Tiến sĩ Đinh Xuân Quân sẽ được đến quý giá trong chương trình Thế giới trong tuần và ngày hôm nay là ngày thứ 5, 1 tháng 2, 2024. Xin chào Tiến sĩ Đinh Xuân Quân ạ. Vâng, trước hết xin chào quý khán giả của đài SPTN và xin chào anh Trần Thắng. Dạ vâng, à. kính thưa quý khán giả và thưa Tiến sĩ Đinh Xuân Quân, chúng ta còn có 23 ngày nữa là đến đúng gọi là 2 năm ngày Nga tấn công và tiến chiếm một số phần tấn công đánh Ukraine thì ngày hôm qua ngày hôm nay tức là tính theo sáng ngày thứ năm giờ địa phương ở bên Âu Châu đó thì các quốc gia Âu Châu đã họp thượng đỉnh tại Brussels và đã thông qua một cái gói viện trợ là 50 tỷ euro cho Ukraine để mà giúp Ukraine chống lại việc tấn công của của Nga thì ông tổng thống Macron ngày hôm qua cũng như ông tổng thống của uh, ông, thủ tướng ông thủ tướng của Đức là ông Scholz, cũng đã nói rằng đây là số tiền gọi là đầu tư cho nền an ninh của Âu Châu trước sự tấn công của Nga là bởi vì bây giờ đó theo cái địa chính trị phân chia bây giờ thì người ta thấy là sau cái cuộc chiến tranh lạnh thì người ta tưởng là chúng ta đang ở thời hậu chiến nhưng mà thật chất ra bây giờ tất cả những gì đang xảy ra đó là thời đang ở trong cái thời tiền chiến trước thế chiến thứ hai bằng cớ là họ nói rằng là bây giờ Nga đó cái cuộc bầu cử của Nga hiện tại đó với ông Putin đang là ứng cử viên tổng thống thì nó đưa, đã có những cái bích chương xuất hiện ở tại Moscow nói rằng Alaska là của chúng ta tức là ý nói là cái Alaska bán cho Mỹ đó là của chúng ta thứ hai là mặt trời không bao giờ lặn ở trên đất nước Nga và biên giới của Nga không bao giờ có có nghĩa là nói đến cái trường hợp là Nga trong những ngày sắp tới sẽ tiếp tục tấn công và nếu ông ông tổng thống Pháp ông nói rằng nếu Ukraine thất bại thì điều đó có nghĩa là mà Âu Châu chơi. sẽ có vấn đề. Vâng. Vậy thì đó là có phải lý do tại sao? Còn cái vấn đề của ông uh, Thủ tướng Orbán thì sao? Vâng. Đây theo tôi đó thì thứ bảy trước hết đó là muốn thông qua cái gói viện trợ đó thì người ta phải qua cái vấn đề mà chống Ukraine của Thủ tướng Orbán. Dạ. Nhưng mà ai cũng biết là trong ba mươi mấy nước nước Âu Châu đó thì ông Orbán đó thì là trước hết Hungary đó là một nước nhỏ cái thứ hai nữa Hungary rất thân thiện với tổng thống Putin yeah. và với Nga do đó tất cả nghĩa là các nước Âu Châu đều tìm cách làm sao để thông qua viện trợ gói viện trợ cho 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 Ukraine họ nói rất là đúng khi mà cái gói viện trợ của Hoa Kỳ đang gặp khó khăn tại Quốc hội Hoa Kỳ đó, thì Âu Châu phải lên tiếng cố gắng tiếp tục giúp đỡ cho uh, Ukraine để Ukraine không bị nghĩa là cắt đứt về viện trợ. Đó là một cái thứ hai nữa. Nếu mà Tổng thống Putin mà thắng được ở Ukraine đó, thì các nước Âu Châu sẽ gặp nhiều khó khăn các nước Âu Châu thì họ rất là thuộc về vấn đề mà gọi là lịch sử các chiến tranh các trận chiến tại Âu Châu vì vậy vì vậy khi mà Tổng thống Macron mà bây giờ đó Thủ tướng Scholz của Đức cũng lên tiếng đây đó là chúng ta đang đầu tư cho Âu Châu tại vì đầu tư an Âu... ninh của Âu Châu vâng yeah. mà trong trong nhiều năm đó âu châu được hưởng cái, cái là gọi là cái dù của hoa kỳ thành ra lơ làng không yeah. để ý tới vấn đề quân sự thì bây giờ thấy ra là nga họ mới đánh vào ukraine khi họ đánh vào ukraine thì âu châu mới giật mình có sự này có thật họ có thể đánh được và nếu mà họ đánh được ukraine thì họ sẽ đánh các nước âu châu khác thì do đó họ thấy là đúng là ông Scholz và ông Macron nói đây là một cái gọi là đầu tư về an ninh cho Âu Châu. Cái chuyện này là rất đúng. Mà tôi nghĩ là vấn đề mà viện trợ, cái gói viện trợ cho Ukraine tại Quốc hội Hoa Kỳ sẽ được thông qua cái vấn đề nó là vấn đề thời gian. Cái quan trọng đó là khi mà nó gặp khó khăn tại tại Hoa Kỳ đó thì Âu Châu họ bước lên để họ để Ukraine không bị kẹt tiền. Ở trong cái gói này mà viện trợ thì có cái thì là vay, tiền vay có cái là viện trợ không trả lại và có cái là nghĩa là cứ 2 năm họ sẽ nghĩa là duyệt lại yeah. vấn đề này. Mà khi họ duyệt lại một cái chương trình 4 năm như vậy đó thì Hungary thủ tướng Orbán không có quyền dính vào nữa tại vì nó <laughs> quyết định rồi. À. à chứ không thôi mỗi năm nếu mà vào ngân sách mỗi năm thì ông kia ông có thể là chặn lại được dạ vâng vâng thành do đó đó ai cũng biết tôi nghĩ đó là ở đây đó thủ tướng họ có hai chuyện mà ông ta chặn mới đầu đó là ông ta chặn nói là không có ủng hộ cho các nước như là thụy điển để vào nato dạ và ông ta cũng không ủng hộ vấn đề viện trợ cho Ukraine thì đối với Thụy Điển đó thì quý vị biết đó là Hungary đã mua rất là nhiều máy bay sáp của Thụy Điển cái sáp thì nó cũng như máy máy bay Rafan đó, cũng yeah. như là do đó khó mà thủ tướng họ Bân có thể chặn Thụy Điển vào NATO về lâu về dài. Yeah. tại vì ông ta cũng gặp khó khăn chứ không phải nhiều. Yeah. ông ta gặp khó khăn là tại sao ông ta gặp khó khăn không phải là vì Âu Châu nghĩa là làm khó dễ với lại là, Hungarya Hungary nhưng mà vì Âu Châu thấy là luật lệ và cái cách cư xử của Hungary chưa có đúng tiêu chuẩn của Âu Châu tiêu chuẩn nghĩa là tiêu chuẩn uh, về nhân sự về vấn đề luật pháp về vấn đề do đó họ nói là chưa đủ dân chủ một cách nói tóm đó là là họ coi Hungary chưa đủ dân chủ do đó những cái tiền viện trợ cho Hungary đã bị giữ lại yeah. đó thì tôi nghĩ là về cái này đó thì vừa rồi tôi cũng rất mừng cho Ukraine là họ đã tìm cách được giải quyết được vấn đề sự nghĩa là ngăn cản của Hungary đối với Ukraine. Yeah, vâng xin trả lại anh. Yeah, vâng trở lại cái vấn đề của ông với ông Viktor Orbán đâu Orbán là thủ tướng Hung Hungary là Hung Gia Lợi. Ông này là một tay cực hữu. Cách đây 2 năm thì ông được mà được Đảng Cộng hòa bảo thủ uh, tham, mời tham dự một tổ chức và tham dự cái buổi họp uh, một cái hội nghị bảo thủ của Đảng Cộng hòa tại Florida. Thì ở tại ngay tại uh, buổi họp đó ông đã tuyên bố rằng là đất nước Hungary không bao giờ chấp nhận một đứa con lai. Tức là chỉ chấp nhận da trắng thuần chủng. Tức là đây một là một đi theo một cái chủ nghĩa gọi là chỉ cái da trắng tự tôn trong trường hợp này và bây giờ chúng ta thấy hiện tại đó trong đảng cộng hòa đang 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 có cái khuynh hướng họ không nói rằng là họ kỳ thị chủng tộc là racism nhưng họ nói rằng là bây giờ họ hủy bỏ vận động tất cả ở những cái tiểu bang đỏ ở tất cả những chẳng hạn Texas và mới để Utah và Florida ông Santis ông đã ký thành luật rồi nghĩa là gì không chấp nhận cái nó gọi là DEI diversity là đa dạng equality công bằng inclusion là hòa nhập tức là họ muốn là trong cái công công quyền các công ty và ngay cả trong tất vấn đề trong xã khi anh mướn, anh mướn là mướn người da trắng rồi cho nên không có có vấn đề gọi là đa dạng trong trường hợp này và và nó đã đã đã, đã ký thành luật ở tiểu bang Texas ở tiểu bang Florida và Utah và trong những ngày sắp tới ở những bang khác thì liệu và ngay bây giờ đó đảng cộng hòa cũng không muốn tiếp tục viện trợ cho Ukraine vậy trong trường hợp này có phải là cái ảnh hưởng khuynh hướng bảo thủ từ Âu Châu bây giờ nó chuyển qua bên Hoa Kỳ hay không 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 phải như vậy tôi thì tôi Đánh giá một cách hơi khác anh Trường Thắng một tí là ở chỗ này Tại vì mình hiểu đó Nếu mà mình nhìn về Hungary đó Thì họ là gốc họ của họ là gì Là người hung Người hung là người bông cổ cũ à. à, Mà cái tiếng nói của Hungary nếu mà Âu Châu Quý vị biết Âu Châu đó Thì quý vị cũng thấy đó Là ở Âu Châu đó Thì Hungary đâu có phải là 100% da trắng họ nó là nhiều thứ người khác nhau từ người gốc của họ cũng là gia vàng chứ không phải à. là gì. Đó là một. Cái thứ hai nó tôi chỉ nói là thế vậy. Vấn đề mà các cái người bảo thủ của Hoa Kỳ đó muốn bỏ chữ diversity, inclusion và equality, họ quên một cái là lịch sử Hoa Kỳ đã đã phân biệt người trước hết là người da đen, người 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 hoa kỳ gốc uh, phi châu vì họ đi qua và cuộc chiến cuộc chiến tại hoa kỳ đó là vì vấn đề chống lại những cái người mà có slave những người có có uh, nô, lệ. nô lệ và do đó là cuộc chiến nội chiến tại hoa kỳ là để tìm cho những người nô lệ được tự do và được công bằng thì bây giờ đó cái diversity, quality và vấn đề inclusion là để giúp những người đó hồi xưa đã bị kia là kỳ thị thì được vào xã hội Hoa Kỳ một cách dễ dàng hơn. Nhưng mà tôi thấy ở đây đó đó là cái trá hình, trá hình là thật ra họ chỉ muốn giữ quyền cho một số người nhỏ, nghĩa là một số nhóm nhỏ người da trắng và tôi tôi không không nói hẳn như vậy nhưng mà quý vị có thể hiểu là như vậy. Dạ. Yeah. Vâng, đó là cái vấn đề tình hình liên quan đến Ukraine rất mừng là Ukraine đã có được cái số viện trợ 50 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là Mỹ cho tới bây giờ không có gì bảo đảm 100% sẽ viện trợ tiếp tục viện trợ và ủng hộ Ukraine nếu như ông Trump thắng cử. Đúng. Nhưng mà anh tưởng thắng quên một chuyện đó là cái này đó cái gói viện trợ cho Ukraine đều được những cái người tại thượng viện và hạ viện những người có quyền những người hiểu biết về đó họ ủng hộ cái này chứ chưa có hết đâu chuyện mà nó thể kéo dài nhưng mà không có thể cắt đứt được đâu yeah. tại vì cái này đó là có lợi cho Hoa Kỳ đây là cũng như là tổng thống Biden nói đây là một cuộc đầu tư của Hoa Kỳ chứ không phải là nói là giúp về đánh nhau không phải vậy không nhưng mà đây là Hoa Kỳ đầu tư chính cho Hoa Kỳ nữa. vâng. Dạ, vâng. Trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, Trần Nắng sẽ mời quý giả khai giáo phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng ta sẽ trở lại trong giờ lát. Giáo dạ, vâng, vừa rồi là phần thông tin nước mại của đài Trung Hoa National. Sau đây thằng Đăng sẽ được trở lại bộ nội chuyện với tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Thưa tiến sĩ Quân, vào ngày hôm qua đó là ngày thứ tư đó thì trên đài uh, Radio NPR uh, nó có một cái cuộc thảo luận liên quan đến cuộc chiến tại Trung Đông và sự lớn mạnh của Iran trong khu vực này. Bởi vì chúng ta biết là đã, đã có cái nhóm khủng bố uh, tấn công bằng uh, máy bay không người lái và trong căn cứ của Hoa Kỳ làm cho ba binh sĩ Mỹ bị bị thương. Thì uh, họ nhận định thế này, họ nói đó cái cuộc tấn công của Mỹ à, lật đổ Saddam Hussein à, trong cái thời à, trong cái cuộc chiến mà đánh Iraq đó của thời ông Bush con đó vô hình chung là đã giúp cho Iran trở thành một thế lực mạnh tại vùng Trung Đông. bằng cớ là họ nói rằng qua cái cuộc chiến đó thì một chính quyền mới, tân chính quyền thay thế ông Saddam Hussein là người Shiite tạo thành một liên minh tự nhiên gọi là natural alliance tự nhiên đối với phía bên Iran tại vì họ cùng chúng tộc là là Shia cùng lúc vì Mỹ đánh vào trong Iraq cho nên lúc bây giờ Iran mới lợi dụng cái cơ hội đó mới tạo ra không biết bao nhiêu militia là dân quân để lúc bây giờ là chống Mỹ trước là chống Mỹ cái đã rồi sau đó và sau khi mà Mỹ rút quân rồi thì tất cả những cái người những cái phe đó mà phía bên Iran họ tạo dựng lên đó, bắt đầu khuấy động Iraq Quấy động à, phía bên luôn cả phía, à, Bên Yemen. Syria Rồi quấy động luôn cả bên Yemen Bằng cớ là họ ủng hộ cho nhóm Houthi Rồi ở bên Syria là họ ừ. ủng hộ ừ. cho Nhóm của phía bên Ông Assad ừ. Tất cả những cái đó Cái cuộc chiến đó Nó đã đưa ra một cái hệ quả Không nói tới cái nhóm ISIS Rồi Qua cái vụ đó Nó còn đưa đến một cái sự kiện Rất là quan trọng đó Là cái việc mà bây giờ đó Iran nó trở thành một cái thế lực rồi. Và ngày xưa đó người ta cứ nói rằng là um, nhận định rằng là ông Bush con là lấy những cái thông tin không có đúng sự thật uh, cùng với lại ông thủ tướng Anh đánh vào Iraq lúc bây giờ. Thì thật sự ra tờ Newsweek ấy, đã có làm một bài phỏng vấn với ông Dick Cheney là lúc bây giờ là phó uh, là phó, phó tổng thống của ông Bush con khi họ vừa mới được uh, tuyên bố thắng cử thì ông Dick Cheney ông nói rằng đây là cái cơ hội tốt nhất để giải quyết những tồn động lịch sử tức là ý ông muốn nói là phải đánh anh Iraq thật đổ Saddam Hussein bởi vì khi còn là bộ trưởng quốc phòng dưới thời ông Bush cha đó Dick Cheney là cái người muốn ủng hộ cái giải pháp đẩy Sudan ra khỏi Kuwait rồi thì đánh Iraq nhưng mà ông Colin Powell là bây giờ tổng tham mưu trưởng lúc bây giờ ông nói rằng là chief of staff là tổng tham mưu trưởng liên quân nói là không mục tiêu đủ rồi đánh vô nữa là chúng ta chết quân nhiều, không cần thiết. Ông Bush cha đồng ý với lập luận đó, không làm. Nhưng mà cơ may lịch sử và rơi vào tay ông Bush con vào Dick Cheney, chính vì vậy mà có cái sự kiện đó. Và cái điều mà dùng những cái thông tin không đúng sự thật để ra Liên Hợp Quốc nói rằng là chúng tôi cần phải đánh Iraq. Không biết đó có phải là một cái kịch bản hay không thì chúng ta không biết. Nhưng mà hệ quả thì nó đã xảy ra tới ngày hôm nay nếu mà mình nhìn như vậy đó thì tôi nói là anh tường thắng đó là tóm tắt tương đối trung thật tương đối tại sao là tại vì ở chỗ này đó mình phải nhớ là khi mà ông colin đó, ông đưa ra những cái tin tức mà không có trung uh, thực về vấn đề ông Saddam Hussein để đánh iraq đó thì ông ta có xin lỗi sau này vâng à, à. sau này ông ta có xin lỗi và nói là những cái tin tức đó không trung thực và chúng tôi đã bị đưa những cái tin tức nhầm những cái chuyện đó đó thì ai cũng biết người ta thì tin đoán là những cái nguồn tin đó là ở đâu có thể là mình thấy là ở một nước ở trung đông thôi để muốn hoa kỳ đánh saddam hussein cho do thái nhưng à. mà ở đây đó mình phải nói là thế vậy nếu mà mình phân tích trở lại đó tại vì tôi tôi đã có đóng ở bắc đa mà tôi yeah. đã có mặt ở bắc đa thì thế vậy khi mà trước khi mà đánh vào bắc đa đó thì là hoa kỳ đã hứa với quân đội của saddam hussein là và cảnh sát là quý vị theo chúng tôi đi rồi chúng tôi sẽ ủng hộ quý vị nhưng mà thật ra mới vào nếu mà thắng xong đó Thì là những cái người đó là những người đầu tiên bị giải dỡ Đáng lẽ là chỉ nếu có đẩy ra ngoài đó là sĩ quan thôi Chứ còn lính thì họ đâu có, có tội gì đâu Phải không? Yeah. Yeah. Vì vậy đó Tự nhiên là Hoa Kỳ đã gặp 7, 8, 2 triệu lính và cảnh sát Thì thêm gia đình họ nó cũng phải 8 triệu hay 9 triệu người Chống chính sách của Hoa Kỳ tại Iraq. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là Hoa Kỳ quên đó là đa số người Iraq đó là theo hệ phái Shia. Trong khi ông Saddam Hussein là theo hệ phái Sunni thì hai bên nó gần nhau không có ông Saddam Hussein là cầm cự với Iran và họ đánh nhau 7 năm trời với nhau 7 năm trời. Cái thứ ba nữa là khi bầu cử đó thì mỗi người một lá phiếu do đó tự nhiên phe ci có quyền hạn mà họ đó thì đa số những người lúc đó đó ở chính phủ họ là gốc ci họ có học có bằng cấp nhưng mà chưa bao giờ cầm quyền mấy chục năm thành dân ấy là rất là lúng túng trong cái vấn đề cầm quyền do đó chính phủ của những cái, những chính phủ CI sau này đó gặp rất là nhiều khó khăn là tại vì họ chưa bao giờ công quyền hết. Yeah. Đó, thì mình thấy. Và nhờ vậy nhờ vậy tự nhiên Iran là không mạnh. Tự nhiên là khi mà đánh và Saddam Hussein xuống thì tự nhiên là Iran họ mạnh thôi mà không những vậy để họ lại giúp các cái phe uh, tôn giáo tại uh, Lebanon, tại Syria tại iraq và sau này là tại yemen họ rất là ủng hộ rất là nhiều nghĩa là phong trào hồi giáo cực đoan để gây khó khăn cho hoa kỳ và vì vậy đó bây giờ là hoa kỳ đang phải trả cái giá của những cái tôi nghĩ là những cái lỗi lầm trước đây của nhiều chính phủ như vậy có nghĩa là cái việc mà tấn công về Iraq đánh đánh tan à, chụp đổ Saddam Hussein là một sai lầm chiến lược tôi tôi thấy là thế vậy tôi thì tôi nhìn hơi khác anh anh thường thắng trước tôi đánh giá là thế vậy vì họ dựa không cái ý tình thì tốt nhưng mà cái họ bị đưa những cái tài liệu sai sai lầm do đó dựa trên những cái sai lầm mà họ lấy quyết định do đó đó nó không được đấy là như ý muốn nghĩa là không được nghĩa là gọi là um, nghĩa là là, 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 thành công trong cái cái chính sách trung đông của hoa kỳ chính sách trung đông của hoa kỳ đó thì nghĩa là hạ à, Saddam Hussein thì không không phải vấn đề nhưng mà cũng đâu có phải là muốn để cho iran lên đúng không do đó mà lúc đó đó tại trung đông đó, chỉ có quân đội iraq là mạnh nhất và có thể đương đầu với lại Iran được mà thôi. Yeah. Và vì vậy đó, họ đưa những cái tin sai lầm là nó nói là Iraq đang làm bom nguyên tử, Iraq có những khí giới nghĩa là hủy diệt nghĩa là, 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 là do đó Hoa Kỳ mới đánh. Mà vì vậy đó, quý vị biết đó, kỳ đầu khi ông ông Bush cha đó đánh vào 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 Kuwait đó, đánh vào Kuwait đó thì tất cả có một cái liên minh là mấy chục nước, bốn năm chục nước yeah. đánh vào đó. Nhưng mà khi đánh vào kỳ sau với ông Bush con đó khi đánh vào Iraq đó thì cái liên minh nó nó còn rất là ít tại vì phân nửa à. liên minh đã không 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 ví dụ Pháp đâu có tham gia vào khi đánh Iraq đâu nhưng Anh mà khi lần lần một kỳ một thì Pháp và Anh Quốc là vào cái liên minh giải nghĩa là giải giải nghĩa là quân đội Iraq ra khỏi Kuwait yeah. nhưng mà kỳ sau khi mà đánh vào Iraq đó thì không có quân đội Pháp, không có một số nước hồi giáo. Kỳ đầu đó là có nhiều nước hồi giáo tham gia tham chiến vào cái việc mà đánh đẩy nghĩa là Saddam Hussein ra khỏi Kuwait. Trong đó yeah. có cả Maroc, có cả nhiều nước mà hồi giáo nữa chứ yeah. không phải không thì ở đây đó quý vị thấy là đó nếu mà nhìn lại lịch sử đó thì cái quyết định đánh ông Saddam Hussein kỳ thứ hai đó yeah. là không có được mọi người ủng hộ và Liên Hợp Quốc cũng không cũng rất là không không có ủng hộ cái chuyện đó nhưng mà trong khi mà ông Bush cha đánh vào uh, Iraq đó thì cả Liên Hợp Quốc Liên Hợp Quốc cũng ủng hộ yeah, vâng. về cái việc này thành yeah. ra nó là chiến danh, yeah. Chiến danh đánh vào kỳ đầu là rất là, là chiến danh, danh đúng rồi Tại kỳ... vì Saddam Hussein đánh vào kỳ... Vâng đúng yeah. và kỳ và và kỳ thứ hai là không không được chiến danh lắm yeah. và vì vậy tôi nói là không được gọi là như ý muốn là như vậy đó. Yeah. Và... À, trở lại một cái tin khác đó, liên quan đến tình hình của Biển Đông thì chúng ta yeah. biết là ông Marcos là tổng thống Philippines cũng đã ghé qua à, Việt Nam thì nhận định của tiến sĩ như thế nào vì chúng ta cũng không còn nhiều giờ chúng ta còn một phút thôi Vâng và... Quý vị biết đó, cái chuyện này đó, Việt Nam đã lỡ tàu một lần rồi vào 2016 khi phi lợi tân kêu gọi Việt Nam đứng ra kiện Trung Quốc về vấn đề biển đông. Yeah. Việt Nam lúc đó chưa dám. Bây giờ thì Việt Nam lần đầu tiên, đó, lần đầu tiên năm nay đó là Việt Nam nói là những cái người đánh vào trường đánh vào Hoàng Sa là của Việt Nam. Lần đầu tiên mấy chục năm nay thì ở đây đó. Cái việc mà hợp tác giữa Philippines và Việt Nam đối với biển Đông nó cũng là điều tốt thôi. Tại vì sao? Khi mà mình nhỏ nước nhỏ thì nhiều nước nhỏ thì may ra nước lớn với để ý chứ còn không mà để chỉ nước lớn thì các nước nhỏ sẽ bị ăn hiếp. Thì tôi nghĩ là việc mà ký kết với Philippines nó là điều tốt. Dạ vâng. À, đó là cái tin của ngày hôm nay trước 30 giây trước khi chấm dứt chương trình cái ông thủ tướng Anh Quốc và đã cùng với ông Bush con đánh vào Iraq đó là ông Tony Blair và, và sau này Tony Tony ông Blair, ông Blair đã, phải hành. đứng ra xin lỗi quốc dân đồng bào về Đúng. cái hành động mà đã tham chiến và trong cuộc chiến của Iraq đó là cái tin liên quan đến tình hình của thế giới trong tuần hôm nay một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Xuân Quân xin cảm ơn quý khán giả của Spiten. và xin hẹn quý nhau vào tuần sau cũng giờ này trên đài truyền hình SPTN Ngô Thụy Miên, người nhạc sĩ tài hoa dành trọn cả đời mình để viết tình ca. Ông đã để lại cho đời những bản tình ca mang đậm dấu ấn của nền âm nhạc Việt trước năm 1975. Cuốn video Ngô Thụy Miên, tác giả và tác phẩm, tự như cuốn phim tài liệu có giá trị về nghệ thuật cao được bảo trợ bởi Bên Em Đang Có Ta và đài truyền hình SBTN và SBTN Go trung tâm Trúc Hồ Music cùng toàn thể các anh chị em ca nhạc sĩ và ekip của chương trình đã thực hiện bằng tất cả tâm huyết của mình với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để giữ gìn nền âm nhạc Việt của chúng ta cho thế hệ mai này tại hải ngoại. Rất mong sẽ nhận được sự trợ giúp của quý vị để chúng ta cùng chung tay thực hiện mơ ước này.